Phẩm 7 Tứ Thiên Vương. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía đông núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất 42.000 do tuần, trên đỉnh núi do Càn Đà, có thành khoách của Thiên Vương để đầu lại cha. Thành ấy tên là Hiền Thượng, ngang dọc 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh nhiều màu đẹp đẽ, đều dùng 7 báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha chí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não để trang trí. Khắp 4 phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy có các lầu gác canh phòng, đài, vườn, ao. Các vườn hoa có các thứ cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương sông. Có các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã rất dễ ưa thích. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía nam núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất cũng 42.000 do tuần. Trên đỉnh núi do Càn Đà, có thành quách của Thiên Vương Tỳ Lâu Lạc Ca. Thành ấy tên là Thiện Hiện, ngang dọc trang trí nhất nhất đều giống như chú sứ của Thiên Vương để đầu lại cha ở trên, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía tây núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất cũng 42.000 do tuần. Trên đỉnh núi do Càn Đà, có thành quách của Thiên Vương Tỳ Lâu Bác Xoa, tên thành là Thiện Quán, ngang dọc trang trí nhất nhất giống như chú sứ của Thiên Vương để đầu lại cha ở trên, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã rất dễ ưa thích. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía bắc núi Chúa Tu Di Lưu, cách đất cũng 42.000 do tuần. Trên đỉnh núi do Càn Đà có 3 thành quách của Thiên Vương Tỳ Sa Môn. 3 thành ấy là gì? Một là Tỳ Xá La Bà, 2 là Già Bà Bát Đế, 3 là A Trà Bàn Đa. Mỗi thành ngang dọc 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, chỉ trừ cung điện Nguyệt Thiên Tử, 7 tòa cung điện lớn của Nhật Thiên Tử, ngoài ra trong đó có các cung điện của Tứ Thiên Vương, Chư Thiên Quyến Thuộc, có cái ngang dọc 40 do tuần, hoặc có cái 30, 20, 12 do tuần, cái nhỏ nhất ngang dọc cũng 6 do tuần, cũng đều có 7 lớp bờ tường lan can như trên, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung điện Tỳ Xá La Bà và Già Bà Bát Đế, có một ao nước của Thiên Vương Tỳ Sa Môn. Ao ấy tên là Na Chỉ Ni, ngang dọc 40 do tuần. Nước ao điều hòa trong mát nhẹ nhàng, vị nước ngon ngọt thơm tho, tinh khiết không bẩn. Bốn bên bờ ao có 7 lớp thềm gạch, 7 lớp ván báu, xen lẫn phân minh. Có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Cũng có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, đều do 7 báu tạo thành, đó là sa cừ mã não. Ở 4 phía đều có đường cấp, cũng được trang trí bằng 7 báu. Ở trong ao có các thứ hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, tự nhiên mọc lên. Hoa ấy màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa, cho đến màu nước, hình nước, ánh sáng nước. Hoa nở lớn như bánh xe, ánh sáng của hoa chiếu đến nửa do tuần, hương thơm tỏa ngát một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục bánh xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, ăn vào ngon ngọt, mùi vị như mật. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung điện Già Bà Bát Đế và A Trà Bàn Đa,
có vườn ngự uyển của thiên vương Tỳ Sa Môn. Vườn ấy tên là Ca Tỳ Diên Đa, ngang dọc bằng nhau 40 giò tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, cho đến 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Như trên đã nói, cho đến đều do 7 báu tạo thành. Chú sứ hiền thượng của thiên vương đề đầu lại cha, có 2 con đường qua lại trong thành quách. Chú sứ thiện hiện của thiên vương Tỳ Lâu Lạc Ca cũng có 2 con đường qua lại trong thành quách. Chú sứ thiện quán của thiên vương Tỳ Lâu Bát Xoa cũng có 2 con đường qua lại trong thành quách. Thành A Trà Bản Đa của thiên vương Tỳ Sa Môn có 2 con đường. Thành Tỳ Xá La Bà và Già Bát Đế cũng đều có 2 con đường. Cung điện của các chúng tiểu thiên và quyến thuộc của tứ thiên vương cũng có 2 con đường qua lại. Ao Na Chĩ Ni và vườn Ca Tỳ Diên Đa cũng có 2 con đường qua lại. Chư tỳ kheo, thiên vương Tỳ Sa Môn khi muốn đến vườn Ca Tỳ Diên Đa du hí tắm rửa, thì trong lòng liền nghĩ đến thiên vương để đầu lại cha. Bây giờ thiên vương để đầu lại cha cũng khởi sanh ý nghĩ: thiên vương Tỳ Sa Môn đang nghĩ đến ta. Biết như vậy rồi, vị ấy liền nghĩ đến các tiểu thiên vương và thiên chúng quyến thuộc. Khi ấy các thiên vương và thiên chúng thân thuộc ở phương Đông đều nghĩ thế này: thiên vương để đầu lại cha đã nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, họ đều trang điểm thân thể bằng các thứ anh lạc, cưỡi các loại xe đi đến bên thiên vương để đầu lại cha. Đến trước mặt rồi, đứng sang một bên. Bây giờ thiên vương để đầu lại cha liền tự trang điểm, mang các anh lạc, rồi lên ra xá, cùng các chúng tiểu thiên vương quyến thuộc vây quanh sau trước, dẫn nhau đến bên đại thiên vương Tỳ Sa Môn. Đến rồi họ đứng trước mặt thiên vương Tỳ Sa Môn. Bây giờ thiên vương Tỳ Sa Môn lại nghĩ đến 2 vị thiên vương là Tỳ Lâu Lạc Ca và Tỳ Lâu Bát Xoa. Khi ấy 2 vị thiên vương kia nghĩ thế này: thiên vương Tỳ Sa Môn nghĩ đến chúng ta. Biết như thế rồi, họ liền nghĩ đến các tiểu thiên vương và các chúng thiên vương do họ thông lãnh. Khi ấy các tiểu vương và chúng thiên kia cũng nghĩ: đại vương chúng ta đang nghĩ đến chúng ta, ngay bây giờ phải đi nhanh đến đó. Nghĩ như vậy rồi, họ liền trang điểm anh lạc trên thân, cùng kéo đến chỗ 2 thiên vương Tỳ Lâu Lạc Ca và Tỳ Lâu Bát Xoa. Đến rồi dừng lại. Khi ấy 2 vị thiên vương biết các tiểu vương và chúng thiên vương tụ tập đến rồi, liền tự trang điểm thân thể, mang các ảnh lạc, ngồi lên xe, có thiên chúng vây quanh, cùng nhau đi đến cung đại thiên vương Tỳ Sa Môn. Đến nơi tất cả dừng lại ở trước. Bây giờ thiên vương Tỳ Sa Môn biết các chúng của 2 vị thiên vương vân tập rồi, lại nghĩ đến các tiểu thiên vương và quần chúng do mình lãnh đạo. Khi ấy các tiểu thiên vương và thiên chúng phương Bắc nghĩ thế này: thiên vương Tỳ Sa Môn đang nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, ai nấy đều mang các thứ báu anh lạc, trang điểm thân thể, đi đến trước thiên vương Tỳ Sa Môn đứng lại. Bây giờ thiên vương Tỳ Sa Môn tự mang các thứ báu anh lạc, trang điểm thân thể, rồi lên các thứ xe cùng 4 đại thiên vương để đầu lại cha, Tỳ Lâu Lạc Ca, Tỳ Lâu Bát Xoa. Ai cũng cùng các chúng chư thiên sở thuộc vây quanh sau trước, cùng đi đến vườn Ca Tỳ Diên Đa. Đến rồi đứng lại trước vườn. Chư tỳ kheo, trong vườn Ca Tỳ Diên Đa tự nhiên có 3 làn gió thổi đến. Một là khai, 2 là tịnh, 3 là suy. Khai là mở cửa vườn, tịnh là làm sạch đất vườn, suy là thổi cây trong vườn, các hoa rơi rụng tung bay. Chư tỳ kheo, các hoa trong vườn Ca Tỳ Diên Đa ngập tới đầu gối, các thứ mùi thơm phảng phất khắp nơi. Bấy giờ thiên vương Tỳ Sa Môn thiên vương để đầu lại cha, thiên vương Tỳ Lâu Lạc Ca, thiên vương Tỳ Lâu Bát Xoa với các tiểu thiên vương và quyến thuộc vây quanh
cùng đi vào vườn Ca Tỳ Diên Đà, tắm rửa du hí, hưởng thụ các thứ khoái lạc. Ở trong vườn ấy, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng, tắm rửa du hí, hưởng lạc xong, muốn đi đâu tùy ý. Chư tỷ kheo, Thiên Vương Tỳ Sa Môn cũng có năm thần vương Dạ Xoa luôn luôn theo hầu hai bên tả hữu để bảo vệ. Những ai là năm? Một tên là Ngũ Trưởng, hai tên Khoáng Giã, ba tên Kim Sơn, bốn tên Trưởng Thân, năm tên Chân Mao. Chư tỳ kheo, Thiên Vương Tỳ Sa Môn qua lại du hí thường được năm thần Dạ Xoa này hộ vệ. Phẩm 8, Tam Thập Tam Thiên. Chư tỳ kheo, trên đỉnh núi Tu Di Lưu có chú xứ cung điện của chư thiên cõi 33. Nơi ấy ngang dọc 8 vạn do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, do 7 báu là vàng, bạc, tỷ lưu ly, pha chí cà, hồng ngọc, sa cử, mã não tạo thành. Bờ tường cao 400 do tuần, rộng 50 do tuần. Các bờ tường cách nhau 500 do tuần, ở giữa có các cửa. Các cửa ấy cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Hai bên cửa có các lầu canh phòng, đài gác và xe cộ. Lại có các ao và các vườn hoa, có các cây, các loại lá, các loại hoa quả, các thứ hương sông tỏa, có các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã, rất dễ ưa thích. Lại nữa, ở các cửa ấy luôn luôn có 500 Dạ Xoa bảo vệ cho Tam Thập Tam Thiên. Chư tỳ kheo, trong bờ tường ấy có một thành quách tên là Thiện Kiến của vua Tam Thập Tam Thiên. Thành ấy ngang dọc 6 vạn do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cũng trang trí bằng 7 báu là sa cừ, mã não. Tường của thành ấy cao 100 do tuần, ở trên rộng 50 do tuần. Bờ tường của thành cũng cách nhau 500 do tuần, ở khoảng giữa đều có các cửa. Mỗi cửa cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Các cửa ấy cũng có lầu canh phòng, đài gác, các ao nước, vườn hoa, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương thơm, các loại chim cùng nhau ca hót. Ở các cửa ấy, mỗi cửa có 500 Dạ Xoa thủ hộ cho Tam Thập Tam Thiên. Chư tỳ kheo, gần bên thành Thiên Cung Thiện Kiến có cung điện của Đại Long Tượng Vương Y La Bát Na. Cung điện ấy ngang dọc 600 do tuần, cũng có 7 lớp tường vách lan can, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, ở trong bờ tường lớn của thành Thiện Kiến có hội trưởng của Tam Thập Tam Thiên tên là Thiện Pháp Đường. Nơi ấy ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, do 7 báu là sa cừ ma não tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, đều có các lầu cao canh phòng, đài nhà, đủ loại màu sắc, do 7 báu tạo thành. Đất nơi ấy toàn là lưu ly xanh báu, mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đẻ. Ngay ở giữa có một trụ báu cao 20 do tuần. Ở dưới trụ báu có đặt một tòa ngồi cho trời đế thích, cao một do tuần, rộng nửa do tuần, nhiều màu đẹp đẽ, cho đến sa cử ma não 7 báu tạo thành, mềm mại mịn láng, chạm vào như trên. Hai bên tòa đều có 16 tòa cho tiểu thiên vương để thị vệ, bằng 7 báu tạo thành, nhiều màu đẹp đẽ, mịn láng, sờ vào như trên không khác. Chư tỳ kheo, nơi hội trường Thiện Pháp Đường của chư thiên lại là một cung điện cho trời đế thích. Cung ấy rộng 1.000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo,
phía đông, nam, tây, bắc, hội trường thiện pháp đường của chư thiên, có cung điện của các tiểu vương, ngang dọc 900 do tuần, hoặc có cái 8, hoặc 7, 6, 5, 4, 3, 200 do tuần. Cái nhỏ nhất rộng 100 do tuần, có 7 lớp bờ tường, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Phía đông, nam, tây, bắc hội trường thiện pháp đường của chư thiên là cung điện của các tiểu thiên ở cõi tam thập tam thiên, ngang dọc 90 do tuần, hoặc 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 do tuần. Cái nhỏ nhất rộng 12 do tuần, có 7 lớp bờ tường, chưa đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, phía đông của hội trường thiện pháp đường của chư thiên có vườn thượng uyển của thiên vương tam thập tam thiên tên là Ba Lâu Xa, ngang dọc 1000 do tuần, cho đến 7 lớp bờ tường do mạ não 7 báu tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, tại các cửa ấy có các lầu gác nhiều màu đẹp đẽ, cho đến mạ não 7 báu tạo thành. Chư tỳ kheo, trong vườn thượng uyển Ba Lâu Xa có hai tảng đá lớn, một tên là Hiền, hai tên là Thiện Hiền, do mà não trời tạo thành. Mỗi tảng đá ngang dọc đều 50 do tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca trên lân đè. Chư tỳ kheo, phía nam hội trường thiện pháp đường của chư thiên có một vườn thượng uyển của thiên vương tam thập tam thiên tên là Tạp Sắc Gia, ngang dọc 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, cho đến mà não tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, ở các cửa đều có các lầu gác nhiều màu đẹp đẽ, cho đến mà não tạo thành. Ở trong vườn ấy cũng có hai tảng đá, một tên Tạp Sắc, hai tên là Thiện Tạp Sắc, toàn dùng lưu ly xanh trời tạo thành. Mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo cá trên lân đề. Chư tỳ kheo, phía tây hội trường thiện pháp đường của chư thiên cũng có một thượng uyển của thiên vương tam thập tam thiên tên là Tạp Loạn, ngang dọc 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, cho đến do 7 báu tạo thành. Bốn phía đều có cửa và có các lầu gác canh phòng, đài gác đều do 7 báu tạo thành. Vườn Tạp Loạn ấy cũng có hai tảng đá, một tên Thiện Hiện, hai tên Tiểu Thiện Hiện, do pha trí ca trời tạo thành. Mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca trên lân đà. Chư tỳ kheo, phía bắc hội trường thiện pháp đường của chư thiên lại có một thượng uyển của thiên vương tam thập tam thiên tên là Hoan Hỷ, ngang dọc 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, cho đến mã não 7 báu tạo thành. Bốn phía đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu cao, đài gác canh phòng, cũng trang trí bằng 7 báu. Chư tỳ kheo, trong vườn Hoan Hỷ cũng có hai tảng đá, một tên Hoan Hỷ, hai tên Thiện Hoan Hỷ, do bạc trời tạo thành. Mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ kheo, giữa hai khu vườn Ba Lâu Xa và Tạp Sắc Xa có một ao nước của thiên vương tam thập tam thiên tên là Hoan Hỷ, ngang dọc 500 do tuần. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, thanh khiết không bẩn. Bốn mặt bờ bằng gạch 7 báu, có 7 lớp ván báu xen lẫn, có 7 lớp lan can, cho đến 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Bốn phía ao đều có đường cấp, trang trí, toàn bằng 7 báu. Trong ao có các loài hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Hoa màu lửa thì hình lửa, ánh sáng lửa, cho đến màu nước thì hình nước, ánh sáng nước, ngang dọc lớn nhỏ đều như bánh xe. Ánh sáng của hoa chiếu sáng một do tuần, gió thổi mùi hương lan tỏa một do tuần, có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, mùi vị ngon ngọt như mật ong.
Chư tỳ kheo, giữa hai vườn tạp loạn và hoan hỷ, có một cội đại thọ của thiên vương tám thập tám thiên, tên là Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La. Vòng gốc bảy do tuần, cho đến cành lá che phủ bờ tường ngang dọc 500 do tuần, có bảy lớp bờ tường, cho đến các loài chim cùng ca hót. Chư tỳ kheo, dưới đại thọ Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La có một tảng đá tên là Bàn Trà Cam Bà La, do bạc trời tạo thành, ngang dọc 50 do tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ kheo, ở đây vì sao hội trường thiện pháp đường của chư thiên gọi là thiện pháp? Chư tỳ kheo, vì tại hội trường thiện pháp đường của chư thiên, khi thiên vương tám thập tám thiên tụ hội an toàn rồi, ở đó chỉ bàn luận các ý nghĩa vi diệu bi áo, thẩm xét tư duy cân nhắc, quan sát phần nhiều là sự việc quan trọng, chân thật chánh lý của thế gian. Vì vậy gọi là hội trường thiện pháp đường. Còn vì sao gọi là vườn Ba Lâu Sa Ca? Chư tỳ kheo, khi thiên vương tam thập tam thiên vào trong vườn thô sáp rồi, ngồi trên hai tảng đá hiền, thiện hiền, chỉ bàn luận ngôn ngữ thô ác bất thiện của thế gian. Vì vậy gọi là Ba Lâu Sa Ca. Còn nhân duyên gì mà gọi là vườn tạp sắc xa? Chư tỳ kheo, khi thiên vương tam thập tam thiên vào trong vườn tạp sắc xa rồi, ngồi trên hai tảng đá tạp sắc và thiện tạp sắc, bàn luận các loại hình thái ngôn ngữ đủ loại của thế gian. Vì vậy gọi là vườn tạp sắc xa. Còn nhân duyên gì mà gọi là vườn tạp loạn? Chư tỳ kheo, ở vườn tạp loạn, thiên vương tam thập tam thiên thường lấy ngày mồng 8, ngày 14, ngày 15 trong tháng cho tất cả thể nữ ở trong cung và vườn để cùng với thiên chúng tam thập tam thiên qua lại vui chơi, không gì ngăn cách, tự do vui hưởng năm thứ dục lạc cõi trời một cách đầy đủ và du hành hưởng lạc. Vì vậy, chư thiên ở chỗ ấy cùng gọi vườn kia là vườn tạp loạn. Chư tỳ kheo, vì nhân duyên gì mà vườn ấy được gọi là vườn hoan hỷ? Chư tỳ kheo, thiên vương tam thập tam thiên khi vào vườn ấy rồi, ngồi trên hai tảng đá, tâm cảm thấy vui mừng, ý nghĩ vui mừng, ý nghĩ này qua ý nghĩ khác, tâm cảm thấy an vui, và niềm vui cứ tiếp nối liên tục. Vì vậy, họ gọi vườn ấy là vườn hoan hỷ. Chư tỳ kheo, còn cây ấy vì nhân duyên gì mà được gọi là cây Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La? Chư tỳ kheo, dưới cây Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La có vị thiên tử tên là Mạt Đa trú ngụ, ngày đêm thường dùng đủ mọi thú vui ngũ dục cõi trời pha trộn du hí hưởng lạc. Vì vậy chư thiên gọi cây ấy là cây Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La. Chư tỳ kheo, tam thập tam thiên dù khi có việc gấp cũng chưa từng rời tảng đá Bàn Trà Cam Bà kia. Chỉ khi thiết lễ cúng dường tôn trọng cung kính rồi, tùy theo ý muốn đi đâu mới đi. Vì sao? Vì tảng đá này là trú xứ của Như Lai khi xưa, nên chư thiên cho là chỗ tích tụ công đức. Tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn trong thế gian đều cúng dường. Chư tỳ kheo, có hạng trời tam thập tam chỉ có mắt thấy được vườn Ba Lâu Sa Ca, nhưng thân không vào được. Do thân không vào được nên không được hưởng đầy đủ các thú vui ngũ dục ở nơi ấy. Vì sao? Vì nơi ấy nghiệp quả tốt đẹp mà thiện căn đời trước của họ lại yếu kém nên không được vào. Cũng có hạng trời tam thập tam được nhìn thấy vườn Ba Lâu Sa Ca, thân cũng được vào. Đã được vào rồi thì được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp cõi trời. Vì sao? Vì thiện căn của họ tăng trưởng tốt đẹp. Chư tỳ kheo,
có hàng trời tam thập tam, mắt chẳng thấy được vườn tạp sắc xa, thân cũng chẳng vào được, cũng chẳng được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp. Vì sao? Vì thiện căn của họ có sự sai biệt, lại có hàng trời tam thập tam. Mắt tuy thấy được vườn tạp sắc xa, nhưng thân không vào được, cũng không được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục kết hợp. Vì sao? Vì thiện căn của họ có ưu có liệt, lại có hàng trời tam thập tam. Mắt đã được thấy vườn tạp sắc xa, thân cũng được vào. Đã được vào rồi, được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của các thú vui năm dục. Vì sao? Vì thiện căn của họ tăng trưởng tốt đẹp. Chư tỳ kheo, tất cả trời tam thập tam đều được thấy vườn tạp loạn, cũng đều được vào. Đã được vào rồi, đều được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp trong khu vườn ấy. Vì sao? Vì nơi ấy không có sự phân biệt khác nhau về thiện căn tu hành. Chư tỳ kheo, có hàng trời tam thập tam, chẳng được thấy vườn hoan hỷ, cũng chẳng được vào, cũng chẳng được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp trong khu vườn ấy. Vì sao? Vì nơi ấy quả báo cho sự tạo nghiệp đời trước của họ có sự sai khác. Lại có hàng trời tam thập tam được thấy vườn hoan hỷ, nhưng chẳng được vào, cũng chẳng được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với nơi ấy, nghiệp của họ khác nhau. Lại có hàng trời tam thập tam được thấy vườn hoan hỷ, thân họ cũng vào được. Đã vào rồi, được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với nơi ấy, khi họ huân tu và tạo các thiện nghiệp, không có sai biệt. Chư tỳ kheo, thiện pháp đường, hội trường của tam thập tam thiên, có hai con đường. Nơi cung điện của vua trời Đế Thích có hai con đường. Nơi cung điện của các tiểu thiên vương và quyến thuộc tam thập tam thiên cũng có hai con đường. Nơi cung điện của Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na cũng có hai con đường. Vườn Ba Lâu Sa Ca cũng có hai con đường. Vườn Tạp Sắc Sa, vườn Tạp Loạn và vườn Hoan Hỷ, ao, mỗi nơi đều có hai con đường. Đại Thọ Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỷ Đà La cũng có hai con đường. Chư tỳ kheo, vua trời Đế Thích khi muốn đến vườn Ba Lâu Sa Ca và các vườn Tạp Sắc Sa, Hoan Hỷ để tắm rửa vui chơi giải trí. Bấy giờ vua nghĩ đến Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na. Đại Long Tượng Vương cũng nghĩ thế này: vua trời Đế Thích đã nghĩ đến ta. Biết như thế rồi, vị ấy liền ra khỏi cung, tự biến hóa thành 33 cái đầu. Trên mỗi đầu hóa ra 6 ngà, trên mỗi ngà hóa ra 7 cái ao. Trong mỗi cái ao có 7 đóa hoa, trên mỗi đóa hoa đều có 7 ngọc nữ. Mỗi ngọc nữ lại có 7 nữ nhân hầu cận. Bây giờ Đại Long Tượng Vương hiện làm các loại thần biến như thế, rồi liền đi đến chỗ vua trời Đế Thích. Đến nơi vị ấy dừng lại trước Đế Thích. Bây giờ vua trời Đế Thích nghĩ đến các tiểu thiên vương cõi tam thập tam thiên và 32 chúng chư thiên. Khi ấy các tiểu vương và chư thiên cũng nghĩ thế này: vua trời Đế Thích đang nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, họ dùng các thứ anh lạc tuyệt đẹp trang điểm thân thể, rồi đều cưỡi trên các thứ xe đi đến bên trời Đế Thích. Đến nơi rồi họ đều dừng lại phía trước. Khi ấy trời Đế Thích thấy rồi, liền tự trang điểm thân thể, mang các loại anh lạc, rồi cùng với chúng chư thiên hai bên sau trước vây quanh, cưỡi lên lòng tượng vương Y La Bà Na. Vua trời Đế Thích ngồi trên đầu ở chính giữa, hai bên tả hữu có 16 tiểu thiên vương, đều cưỡi trên đầu biến hóa của long tượng vương Y La Bà Na. Tất cả ngồi yên rồi, khi ấy trời Đế Thích dẫn thiên chúng đến các khu vườn Ba Lâu Sa Ca,
tạp sắc xa, tạp loạn và hoan hỷ. Đến rồi dừng lại trong bốn khu vườn hoan hỷ, đều có ba thứ gió giữ gìn, đó là khai, tịnh, suy. Khai mở cửa, tịnh làm sạch đất, và suy thổi hoa, nói lược như trên. Chư tỳ kheo, trong các vườn ấy, gió thổi hoa rơi khắp mặt đất, ngập tới đầu gối. Mùi thơm của hoa lan tỏa khắp mọi nơi. Khi ấy Đế Thích cùng với Tiểu Thiên Vương Tam Thập Tam Thiên quyến thuộc vây quanh, đi vào các vườn tạp sắc xa, hoan hỷ, vui chơi hưởng lạc, tùy ý du hành, hoặc nằm hoặc ngồi. Khi ấy vua trời Đế Thích muốn được anh lạc, liền nghĩ đến thiên tử tỷ thù Yết Ma. Thiên tử ấy liền biến hóa ra các anh lạc báu dâng lên thiên vương. Nếu chư thiên tam thập tam thiên và quyến thuộc, ai cần anh lạc, tỷ thủ Yết Ma đều biến hóa ra mà cung cấp. Ai muốn nghe âm thanh, kỹ nhạc, thì có các loài chim phát ra đủ loại âm thanh, rất hòa nhã, khiến chư thiên thích nghe. Bây giờ chư thiên hưởng lạc như thế một ngày, cho đến 7 ngày, 1 tháng cho đến 3 tháng. Đủ các loại giải trí, tắm rửa vui đùa, đi đứng ngồi nằm, tự do, thoải mái. Chư tỳ kheo, thiên vương Đế Thích có 10 thiên tử luôn luôn hộ vệ. Một là Nhân Đà La Ca, 2 là Cù Ba Ca, 3 là Tần Đầu Ca, 4 là Tần Đầu Bà Ca, 5 là A Câu Cha Ca, 6 là Cha Đô Đa Ca, 7 là Thời Bà Ca, 8 là Hồ Lô Kỳ Na, 9 là Nan Trà Ca, 10 là Hồ Lô Bà Ca. Chư tỳ kheo, trời Đế Thích luôn luôn được 10 vị thiên tử ấy theo hai bên tả hữu để hộ vệ, chưa từng rời xa. Chư tỳ kheo, đất Diêm Phù Đề, vì mọi người có loài hoa xanh trong nước cực kỳ tinh diệu, rất khả ái. Đó là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương của các hoa ấy lan tỏa êm dịu. Trên đất xanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Cha La, Tô Ma Na, Bà Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca Nị Ca. Chư tỳ kheo, người ở cõi Cù Đa Ni có các loài hoa xanh trong nước cực kỳ xinh đẹp là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Trên đất xanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Cha La, Tô Ma Na, Bà Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca Nị Ca. Chư tỳ kheo, ở cõi Phất Bà Đề có các loài hoa xanh trong nước vô cùng đẹp đẽ. Đó là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Màu rất tươi thắm, mùi hương lan tỏa. Trên đất xanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chiêm Ba Ca, Bà Cha La, Tô Ma Na, Bà Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nâu Sa Ca Nị Ca. Chư tỳ kheo, người quái Uất Đa La Cứu Lưu có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, xanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi thơm êm dịu. Trên đất xanh các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Cha La, Tô Ma Na, Bà Lợi Sư Ca, Ma Lợi Sư Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca Nị Ca. Chư tỳ kheo, các loài rồng và kim sĩ điểu cũng đều có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, xanh trong nước là hoa sen xanh, hoa sen rồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi thơm lan tỏa,
êm dịu tuyệt vời. Trên đất xanh các loại hoa cực kỳ xinh đẹp, là hoa A Đề Mục Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Trà La, Tô Ma Na, Ba Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thủ Đề Sa Ca Lợi Ca, Yết Ca La Lợi Ca, Ma Hà Yết Ca La Lợi Ca. Chư tỳ kheo, loài Atula cũng đều có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, xanh trong nước, là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương lan khắp, rất dễ ưa thích. Trên đất xanh các loại hoa cực kỳ xinh đẹp, là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Trà La, Tô Ma Na, Ba Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thu Đề Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sư Ca, Yết Ca La Lợi Ca, Ma Ha Yết Ca La Lợi Ca, Tần Lân Đàm, Ma Ha Tần Lân Đàm, Màn Đà La Phạm, Ma Ha Màn Đà La Phạm. Chư tỳ kheo, Tứ Thiên Vương và Chư Thiên có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, vi diệu khả ái, xanh trong nước, là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương rất thơm, tính chất êm dịu. Trên đất xanh các loại hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Trà La, Tô Ma Na, Ba Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca, Yết Ca La Lợi Ca, Ma Ha Yết Ca La Lợi Ca, Tần Lân Đàm, Ma Ha Tần Lân Đàm. Chư tỳ kheo, Tam Thập Tam Thiên có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, vi diệu khả ái, xanh trong nước, là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi rất thơm, tính chất êm dịu. Trên đất xanh các loại hoa vi diệu khả ái là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chiêm Ba Ca, Ba Trà La, Tô Ma Na, Ba Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca Ni Ca, Yết Ca La Lợi Ca, Ma Ha Yết Ca La Lợi Ca, Tần Lân Đàm, Ma Ha Tần Lân Đàm, Màn Đà La Phạm, Ma Ha Màn Đà La Phạm. Giống như các loại hoa mà trời Tam Thập Tam đã có. Trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Thảo Hóa Tự Tại và trời Ma Thân, theo thứ lớp cũng có hoa như thế không khác, nên biết tất cả. Chư tỳ kheo, người thế gian có bảy màu, những gì là bảy? Chư tỳ kheo, đó là màu lửa hình lửa, màu vàng hình vàng, màu xanh hình xanh, màu đỏ hình đỏ, màu trắng hình trắng, màu vàng hình vàng, màu đen hình đen, giống như thường sắc của ma phạm. Chư tỳ kheo, người thế gian có bảy loại màu ấy, các Atula cũng như thế, có bảy màu đó. Chúng chư thiên cũng có bảy màu ấy, giống như thường sắc của ma phạm. Chư tỳ kheo, chư thiên có 10 pháp riêng biệt, những gì là 10? Chư tỳ kheo, một là chư thiên đến đi tới lui không giới hạn, hai là chư thiên đi tới lui không chướng ngại, ba là chư thiên đi không có mau chậm, bốn là chư thiên đi không có dấu chân, năm là thân chư thiên không bệnh hoạn mệt mỏi, sáu là thân chư thiên có hình không bóng, bảy là chư thiên không đại tiểu tiện, tám là chư thiên không khạc nhổ, chín là thân chư thiên thanh tịnh vi diệu, không có mỡ, tủy, da, thịt và máu, gân, xương, mạch. Mười là thân chư thiên muốn hiện cao thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn, nhỏ, thô tế, đều được như ý và đều đẹp đẽ tuyệt vời, dễ mến, khiến người ưa thích. Thân của chư thiên có 10 điều chẳng thể nghĩ bàn như thế. Chư tỳ kheo, lại thân chư thiên có thật không hư, thảy đều đầy đặn, răng trắng mà khít, tóc xanh bằng phẳng, mềm mại bóng mượt, thân tự nhiên sáng, có sức thần thông bay đi trên không,
mắt nhìn không nháy, anh lạc tự nhiên, y phục không bẩn. Chư tỳ kheo, người ở châu Diêm Phù Đề họ 100 tuổi, trong đó có người chết yểu. Người ở châu Cù Đà Ni họ 200 tuổi, trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Phất Bà Đề họ 300 tuổi, trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Uất Đa La Cứu Lưu họ 1000 tuổi, không có người chết yểu. Các chúng sanh cõi Diêm Ma La họ 72000 tuổi, trong đó cũng có loại chết yểu. Các rồng và kim sĩ điểu thọ 1 kiếp, trong đó cũng có con chết yểu. Atula thọ 1000 tuổi bằng trời, trong đó cũng có loại chết yểu. Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, trong đó cũng có chết yểu. Tam Thập Tam Thiên thọ 1000 tuổi. Chư Thiên Dạ Ma thọ 2000 tuổi. Trời Đâu Xuất Đà thọ 4000 tuổi. Chư Thiên Hóa Lạc thọ 8000 tuổi. Trời Tha Hóa Tự Tại thọ 16000 tuổi. Trời Ma Thân thọ 32000 tuổi. Trời Phạm Thân thọ 1 kiếp. Trời Quang Ức Niệm thọ 2 kiếp. Chư Thiên Biến Tịnh thọ 4 kiếp. Chư Thiên Quảng Quả thọ 8 kiếp. Chư Thiên Vô Tưởng thọ 16 kiếp. Chư Thiên Bất Nhiệt thọ 1000 kiếp. Chư Thiên Vô Phiền thọ 2000 kiếp. Chư Thiên Thiện Kiến thọ 3000 kiếp. Chư Thiên Thiện Hiện thọ 4000 kiếp. Trời Sắc Cứu Cánh thọ 5000 kiếp. Trời Hư Không Xứ thọ 10000 kiếp. Trời Thức Xứ thọ 21000 kiếp. Trời Vô Sở Hữu Xứ thọ 42000 kiếp. Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thọ 84000 kiếp. Trong các hạng chư thiên đó đều có hạng chết yểu. Chư tỳ kheo, thân người Diêm Phù Đề cao 3 khửu rưỡi tay, áo rộng khoảng 7 khửu tay, trên dưới 3 khửu rưỡi tay. Người Cù Đà Ni, người Phất Bà Đề, kích cỡ thân và áo bằng với người Diêm Phù. Thân người Uất Đa La Cứu Lưu cao 7 khửu tay, áo rộng khoảng 14 khửu tay, trên dưới 7 khửu tay. Thân Natula cao 1 do tuần, áo rộng khoảng 2 do tuần, trên dưới 1 do tuần, nặng nửa lạng. Thân Tứ Thiên Vương cao 1/2 do tuần, áo rộng 1 do tuần, trên dưới 1/2 do tuần, nặng 1 lạng. Thân Tam Thập Tam Thiên cao 1 do tuần, áo rộng khoảng 2 do tuần, trên dưới 1 do tuần, nặng nửa lạng. Thân Dạ Ma Thiên cao 2 do tuần, áo rộng khoảng 4 do tuần, trên dưới 2 do tuần, nặng 1/4 lạng. Thân Đâu Xuất Đà Thiên cao 4 do tuần, áo rộng khoảng 8 do tuần, trên dưới 4 do tuần, nặng 1/8 lạng. Thân Hóa Lạc Thiên cao 8 do tuần, áo rộng 16 do tuần, trên dưới 8 do tuần, nặng 1/16 lạng. Thân Tha Hóa Tự Tại Thiên cao 16 do tuần, áo rộng 32 do tuần, trên dưới 16 do tuần, nặng 1/32 lạng. Thân Chư Thiên Ma Thân cao 32 do tuần, áo rộng 64 do tuần, trên dưới 32 do tuần, nặng 1/64 lạng. Từ đây trở lên, thân chư thiên kích cỡ cao thấp và y phục bằng nhau không khác. Chư tỳ kheo, người Diêm Phù Đề có chợ búa buôn bán, hoặc dùng tiền của, hoặc dùng ngũ cốc lụa là, hoặc dùng súc vật. Người Cù Đà Ni muốn mua bán, hoặc dùng châu dê, hoặc dùng ngọc báu ma ni. Người Phất Bà Đề nếu họp chợ đổi trác thì hoặc dùng của cải tơ lụa, hoặc dùng ngũ cốc, hoặc ngọc báu ma ni. Người Uất Đà La Cứu Lưu không có các chợ búa mua bán, theo nhu cầu tự nhiên có. Chư tỳ kheo, người Diêm Phù Đề, người Cù Đà Ni, người Phất Bà Đề đều có phép cưới gả giữa nam và nữ. Người Uất Đa La Cứu Lưu không có ngã và ngã sở. Nếu cành cây rú xuống, nam nữ bèn giao hợp, không có việc hôn phối. Chư tỳ kheo, rồng kim sĩ điểu và Atula, việc giá thú đều giống nhân gian. Trời Tứ Thiên Vương, trời Tam Thập Tam, Chư Thiên Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, Chư Thiên Hóa Lạc,
chư thiên tha hóa tự tại, trời phạm thân, đều có giá thú, lược nói như trên. Từ đây trở lên về hôn thú giữa nam và nữ không có sự sai khác. Sư tỷ kheo, người diêm phù đề khi hành dục, hai căn giao nhau lưu xuất bất tịnh. Người cù đà ni, người phất bà đề và người uất đà la cứu lưu đều những người diêm phù đề. Tất cả loài rồng, kim sĩ điểu khi hành dục, hai căn cũng giao nhau, nhưng chỉ phát ra hơi gió, liền được thỏa mãn, không xuất bất tịnh. Các Atula trời tứ thiên vương, trời tam thập tam, khi hành dâm, hai căn giao nhau, thỏa mãn phát ra hơi như các long vương và kim sĩ điểu vương, cùng loại không khác. Chư thiên dạ ma cầm tay nhau thành dục, trời đâu xuất đà nghĩ đến thành dục. Chư thiên hóa lạc nhìn kỹ thành dục, trời tha hóa tự tại nói chuyện với nhau thành dục. Chư thiên ma thân nhìn nhau thành dục, tất cả đều thấy thỏa mãn là thành dục. Chư tỷ kheo, ở nhân gian, ánh sáng đom đóm thì không bằng ánh sáng của đèn. Ánh sáng của đèn lại không bằng ánh sáng của đuốc. Ánh sáng của đuốc lại không bằng ánh sáng của đống lửa. Ánh sáng của đống lửa không bằng ánh sáng tinh tú. Ánh sáng tinh tú lại không bằng ánh sáng mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng lại không bằng ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chói lọi lại không bằng ánh sáng anh lạc trên tường vách cung điện của trời tứ thiên vương. Ánh sáng của trời tứ thiên vương lại không bằng ánh sáng của trời tam thập tam. Ánh sáng của trời tam thập tam lại không bằng ánh sáng anh lạc nơi tường vách cung điện của chư thiên dạ ma. Ánh sáng của chư thiên dạ ma không bằng ánh sáng của trời đâu xuất đà. Ánh sáng của trời đâu xuất đà lại không bằng ánh sáng trời hóa lạc. Ánh sáng của trời hóa lạc lại không bằng ánh sáng của chư thiên tha hóa tự tại. Ánh sáng của chư thiên tha hóa tự tại lại không bằng ánh sáng trời ma thân. Ánh sáng anh lạc nơi tường vách cung điện của trời ma thân so với các cõi dưới rất thắng diệu, thù đặc, không gì vượt qua được. Chư tỷ kheo, ánh sáng trời ma thân so với ánh sáng trời phạm thân thì lại không bằng. Ánh sáng trời phạm thân so với trời quang ức niệm thì không bằng. Ánh sáng trời quang ức niệm so với trời biến tịnh thì không bằng. Ánh sáng trời biến tịnh so với ánh sáng trời quảng quả thì không bằng. Ánh sáng trời quảng quả kia cũng thế. Cho đến trời vô não nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, Akanicha. Chỉ trừ anh lạc. Ngoài ra, như trước đã nói, nên biết như vậy. Chư tỷ kheo, nếu ánh sáng chung của thế giới chư thiên, chư ma, phạm, sa môn, bà la môn và người đời trong thế gian có được đem so với hào quang của Như Lai, A La Hán, chánh biến chi, thì dù có gấp trăm ngàn vạn ức hằng hà số cũng không thể sánh bằng. Hào quang của Như Lai là tối thắng tối diệu, thủ đặc đệ nhất. Vì sao? Chư tỷ kheo, vì thân của Như Lai giới hạnh vô lượng, thiền định trí tuệ giải thoát tri kiến, thần thông và thần thông hạnh, giáo hóa và giáo hóa luân, thuyết sứ và thuyết sứ luận đều vô lượng, vô biên. Chư tỷ kheo, Như Lai có vô lượng công đức như thế, tất cả các pháp đều đầy đủ. Vì vậy, nên hào quang của Như Lai tối thắng vô thượng, nên biết rõ như thế. Chư tỷ kheo, tất cả chúng sanh có bốn thức ăn để nuôi các đại được tồn tại, thành tựu các hữu, nhiếp thọ lẫn nhau. Những gì là bốn? Một là thức ăn thô và vi tế, hai là thức ăn xúc chạm, ba là thức ăn suy nghĩ, bốn là thức ăn thức. Chúng sanh nào phải ăn thức ăn thô và vi tế? Chư tỷ kheo, người diêm phù đề ăn lúa đậu cá thịt, đó gọi là thức ăn thô. Còn che đậy, xoa sở, tắm rửa, lau chùi, xoa phấn sáp, gọi đó là thức ăn vi tế. Người cù đà ni, người phất bà đề cũng dùng thức ăn thô và vi tế như người diêm phù đề. Người uất đà la cứu lưu, thân không cày cấy, tự nhiên có loại lúa thơm chín sẵn dùng làm thức ăn thô. Còn che đậy, tắm rửa và xoa sở
làm thức ăn vị tế. Chư tỳ kheo, tất cả các rồng và kim sĩ điểu cùng các loài cá, ba ba, giải, cá sấu, tôm, mọt, nòng nọc, rồng con, rắn, rái, tì lá vàng, làm thức ăn thô, còn các sự che đậy làm thức ăn vi tế. Các Atula dùng mùi vị cam lộ tuyệt ngon cõi trời làm thức ăn thô, còn các sự che đậy làm thức ăn vi tế. Trời Tứ Thiên Vương và Chư Thiên đều dùng mùi vị cam lộ cõi trời làm thức ăn thô, còn các sự che đậy làm thức ăn vi tế. Trời Tam Thập Tam dùng mùi vị cam lộ làm thức ăn thô, còn các sự che đậy làm thức ăn vi tế. Cũng giống như trời Tam Thập Tam, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, Chư Thiên Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại đều dùng vị cam lộ cõi trời làm thức ăn thô, còn các sự che đậy làm thức ăn vi tế. Từ đây trở lên, chúng chư thiên đều dùng thiên duyệt và pháp hỷ làm thức ăn, Tam Ma Đề làm thức ăn, Tam Ma Bạt Đề làm thức ăn, không có thức ăn thô và tế. Chư tỳ kheo, còn loại chúng sanh nào dùng xúc chạm làm thức ăn? Chư tỳ kheo, là các chúng sanh thọ sanh từ trứng như ngỗng, chim ưng, chim hồng, chim hạc, gà, vịt, khổng tước, anh võ, cu dục, tu hú, bồ câu, yến, xe xẻ, chỉ, quả. Ngoài ra còn các chúng sanh khác sanh từ trứng. Vì chúng do trứng mà có thân, nên tất cả đều dùng xúc chạm làm thức ăn. Còn các loại chúng sanh nào dùng tư duy làm thức ăn? Có loại chúng sanh dùng ý tư duy nuôi dưỡng các căn, tăng trưởng thân mạng, như là cá, ba ba, rùa, rắn, tôm, mọt, và giả la, cù đà. Ngoài ra còn các loại chúng sanh nào khác dùng ý tư duy nuôi dưỡng các căn, tăng trưởng thân mạng, thì những chúng sanh ấy đều dùng tư duy làm thức ăn. Còn các loại chúng sanh nào dùng thức làm thức ăn? Đó là các chúng sanh địa ngục và chư thiên thức vô biên. Những chúng sanh này đều dùng thức làm thức ăn. Chư tỳ kheo, bốn loại thức ăn này duy trì các đại, giữ gìn sự sống cho các chúng sanh. Ở đây có bài kệ: hoa sắc và các pháp, thọ mạng y là năm, chợ buôn và cưới gả, hai căn thực là 10.